đấy. Mùi ấy kia nó lùi này lùi con lùi khốn đấy. Đứa vải ôi chú Quỳnh ơi ra ra Dan. Tổ lắm. Ở đâu? Dan, dưới khu kia. Ăn gì? Nhìn thấy nó chưa? Nhìn rồi. To không? Đúng à? Đi. Đi. Mày dẫn bước xuống nha. Đâu? Đâu? Hả? Ê. Giống như kiểu của chú á. Chú á? To kinh khủng à? Dữ không? Nó mổ rồi chưa? Đây bằng của đâu? Nó mổ chưa? Đen không? Đen gì? Đen gì á? Có tính mang mà. Đâu? Đó. Khu này chúa rõ hay. Đấy đâu? Ở đâu? Nó vừa đây không? Ở đây á? Có như này thôi. Lỗ rồi. Đấy trời. Ồ. Bỏ vừa bẹt lại vừa vào xem. Đúng không? Ừ. Vừa vào. Ôi con gì đen đen kia? Đâu? Thôi, đen đen nó ra con bọ. Mày thấy nó rồi cái gì? Vâng. Cái tôm cái cán xuống này. Con cán xuống này. Cái bình mang. Bình mang á? Chắc con vào lỗ chuột à, lỗ chuột hay là lỗ chuột cũ nhỉ? Lỗ nó à, thì tất nhiên bọn này thì có giờ nó tự đào được lỗ luôn. Ong à, ong cá à, ở đâu ra đấy? Mỗi con thôi. Gì ấy? Ê. Gì đó? Mắc không? Thế không? Thấy chưa? Nó vỡ phiều đúng không? Ừ. Nhưng con đấy hình như con mang sao chứ ạ? Mang. Mang bành hay mang chúa? Chúa mang chúa đó. Mang bành. Mang phì. Chúa nó thì không như nào. Chúa chỉ gầm thôi. Thế còn nhớ nhớ nhiều con gầm kinh nhỉ. Ừ. Gầm bụng á. Mấy kinh ở khu vực này cũng mấy lần con chúa nó con đấy vẫn vào à. Mẹ đèn kít này. Ô trời mang. Đấy. Đấy. Lưỡi đâu ngay đấy đấy. Thấy chưa? Con này con thở kinh này. Nào con. Đấy. À đây rồi. Đầu ấy, cái đầu nó di chuyển đâu. Đi rồi, đang đi các mọi người. Đấy. Sợ. Hai đuôi, hai đuôi, hai đuôi. Ủa? Hai đuôi đâu? Xong rồi. Một đôi.
Đéo móc luôn. Bãi trên kia. Lỗ nó còn ngách trên kia này kia. Ừ. Đấy. Ui vặn nữa như kiểu vành hồ chúa nhỉ. Quá đẹp luôn. Ui chó vậy. Đúng khác. Hai cái đuôi nhá. Để. Hai đuôi. Ui xô. Ui giời. Đấy. Đen ơi là đen. Mà gặp đúng đen rồi. Đầu nó rồi kìa. Ui con to kìa phải 2 cân. Ui giời ơi. Mẹ dã mà. Còn trong kia nó ra đâu. Ui giời. Ui cầm. Ui thật. Hồi nó. Đấy. Mọi người nghe nó thở chứ. Nó xì chứ. Ui nó dọa. Ui giời. Kìa dã mà. Khổ. Đấy. Được ngay. Úi dồi. Kìa, có vậy. Đây mọi người nhé. Đây là hổ mang này. Đã mang chưa? Vòng cổ chết đi luôn. Kinh. Ui dồi. Ôi sợ. Nó đớp ấy. Bình tĩnh thôi. To thật. Được của nó đấy. Nùi, con con đang chạy nùi là con khôn đấy. Ấy. Kìa. Đuổi lại. Kế cửa này nó đuổi như vậy đi. Đuổi, đuổi con á. À. Đuổi làm bị chạy ra đá em đúng rồi đến tao tao. Bị đuổi tao cũng vậy. Mẹ con này ghê nhỉ. Con to à. Phải. Con nghe tiếng con zip gớm kìa. Con đấy đen, con đấy đen xịt. Không được. Úi giời. Quá đi. Nghe nó gầm nó sướng. Nó, con này nó nhìn cho cao. Nhìn tầm thấp đấy. Dã man chưa. Quá đi. Cái kia mà lấy túi rồi bố. Nó nùi, con này nùi là con khốn đó. Lấy lấy vải bố. Túi vải. Cho hoàng hay. Không ngạc quả quả. Con như là con gầm. Vãi cứt đi. Nghe tiếng con rên. Đấy. Khịt 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 khịt. Thì mày cũng vào đây. Mày kia đang đợi trốn à? Để tí con đèn bóng. Hải đèn bóng á. Dạ. Kịt sờ. Vãi. Hết. Ui con này to thuyền luôn nha. Lên thuyền. Kim cương đánh. Con này bóng loáng này. Ui con này đẹp này. Ui trời. Đấy. Khít 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 khít. Đấy. Em ơi. Dã man. Vẹo con này vảy luôn sướng nhỉ. Nó bóng. Đấy. Bành nó đen kít. Con này. Thằng đen cầm cái túi cho bố. Bóng loáng này. Sợ gì. Ôi. Con này. Được không? Con kia, con cái kia. Hai cái chim nữa. À, nhìn vậy. Sợi gương. Bóng loáng. Quá đẹp. Sợi này nó xuống. Đấy. Mẹ bạch nó dã mà. Phải nói. Quá quá đỉnh. Đấy, bờ trên nó một màu ánh ánh ấy chứ đâu có phải đen hẳn đâu. Bằng ánh ấy, ánh kiểu bạc. Bạc bạc tím tím. Dã mà. Mọi người thấy con rắn này.
đỉnh chưa? Lên túi quay. Đẹp. Để cháu tổng can. Cái đen nhà mình thì nó vẫn còn sợ mọi người nhé. Dân tộc dân hổ mang thì nó vẫn còn sợ. Là con này nếu mà bị dọa thì ai cũng sợ. Mình cháu là anh em mình tiếp xúc nhé. Là nhìn cái bành của nó dã man chứ. Cái cứt. Có cứt là có tiền đấy con. Cứ bình tĩnh khi cầm hàng rồi à, khi đút vào túi. Mọi người nhé. Sau một ngày hôm nay thì anh em mình đi săn thì cú đen có phát hiện ra một con, nhưng khi đào ra nó thành một đôi thì anh em mình đã tìm được một đôi rắn hổ mang rồi. Mọi người xem video thì nhớ like cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sáng Phát Ẩm Thực Vùng Cao nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Hết chưa? Nhìn lên hết đến đáy chưa?